Thưa quý vị, những năm gần đây, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ. Tuy nhiên, để đảng bộ thành phố thật sự trong sạch vững mạnh một cách toàn diện, Ban Thường vụ Thành ủy đã và đang tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là vấn đề hết sức quan trọng mà ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của Đà Nẵng trong những năm tiếp theo. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định, trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đây là bốn mặt của công tác xây dựng đảng, bởi chúng luôn có quan hệ mật thiết với nhau, là tiền đề của nhau và cũng là đòi hỏi cấp bách, nội dung trọng tâm trong việc đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Theo đó, thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện các mục tiêu quan trọng được nghị quyết Đại hội 13 đề ra, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, và là một nội dung quan trọng sống còn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm, lấy sai làm chính, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, để tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân vào mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian sắp đến. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên kế hoạch số 45 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, trong đó nhấn mạnh quan điểm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, dựa vào nhân dân để xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Cái việc mà các đảng viên phải chịu trách nhiệm chấp hành các quy định này, mà đảng viên là từ chi bộ trở lên, và cái việc chấp hành đạt được hiệu quả thì phải có cái sự giám sát của nhân dân. Do đó tôi đề nghị là Ban Dân vận và Đảng đoàn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố và thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có cái trách nhiệm tham mưu để cho cấp ủy cung cấp tăng cường cái sự giám sát của nhân dân trong cái việc thực hiện của các đảng viên. Hiện nay, mục tiêu lớn nhất trong năm 2022 của cả nước là thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thích ứng, linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế xã hội hiệu quả. Mỗi cán bộ đảng viên cần có nhận thức hết sức đúng đắn, thấy rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hoạt động thực tiễn. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục suốt nhiệm kỳ, gắn liền với việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chúng ta cũng đã có những thành tựu to lớn, nhưng mà cũng còn rất nhiều khó khăn hạn chế, trong đó có lĩnh vực xây dựng đảng của chúng ta. Và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng sắp tới mà như cương lĩnh rồi Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của đảng của chúng ta vừa vạch ra, thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Cho nên không thể chỉ dừng lại ở tình hình đảng như thế này, mà phải tiếp tục bàn và làm để xây dựng, chỉnh đốn, củng cố đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đội quân tiên phong, là người lãnh đạo, người cầm lái, để thuyền của chúng ta trong giai đoạn tới phải tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, khi và chỉ khi từng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thì khi đó sức chiến đấu của đảng bộ mới thật sự được nâng lên. Những mục tiêu nghị quyết của đảng đặt ra mới đi vào cuộc sống, đem lại giá trị thiết thực, đóng góp to lớn vào công cuộc dựng xây và phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.